bắt nhóm trộm cắp xe mô tô liên tỉnh. Ngày 13 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Nghệ An cho biết đã bắt giữ nhóm 6 đối tượng, trú tại các tỉnh Thái Bình và Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, trộm xe mô tô. Đây là nhóm đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe mô tô tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Trần Ngọc Phú, sinh năm 2006, Trần Quốc Khánh, sinh năm 2006, Phạm Văn Hóa, sinh năm 2005, THL, sinh năm 2008, cùng trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Lương Ngọc Quý, sinh năm 2007, trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và Trần Thị Hạnh, sinh năm 2005, trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Nghệ An phát hiện ổ nhóm đối tượng hoạt động lưu động trộm cắp tài sản, xe mô tô, liên tỉnh từ các tỉnh miền Bắc vào Nghệ An. Nhóm đối tượng này do Lương Ngọc Quý, sinh năm 2007, trú tại xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, cầm đầu. Các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya, người dân quên đóng, khóa cửa hoặc để xe ngoài sân không có người trông coi để tiếp cận, rồi thực hiện hành vi trộm cắp. Hoạt động của các đối tượng rất chuyên nghiệp, lưu động liên tỉnh, phân công vai trò nhiệm vụ của từng đối tượng, có thủ đoạn, đối phó tinh vi. Các xe sau khi trộm cắp đều tháo biển kiểm soát rồi đưa đi tiêu thụ. Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày 9 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Nghệ An đã phá thành công chuyên án, bắt, khám xét nơi ở của 6 đối tượng nêu trên khi các đối tượng đang lẩn trốn tại các tỉnh Lai Châu và Thái Bình. Tang vật chuyên án thu giữ 6 xe mô tô đã tháo biển kiểm soát và các tang vật khác liên quan tới chuyên án. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe mô tô tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh, mở rộng.